Thầy chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ trao đổi với mọi người một số thông tin liên quan tới hình thức chi trả trợ cấp đối với người có công với cách mạng, cũng như là các đối tượng an sinh xã hội khác. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được đơn kiến nghị của công dân về cách thức chi trả trợ cấp đối với đối tượng là người có công với cách mạng. Về việc này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có ý kiến như sau. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1813 về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 21 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội, không dùng tiền mặt. Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm chi trả trợ cấp đối với các đối tượng đúng, đủ, kịp thời nhất trước mắt thực hiện theo phương thức không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. Về lâu dài, sẽ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng hưởng trợ cấp đột xuất do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Thực tế, quá trình triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến các đối tượng hưởng chính sách, trong đó có người có công với các bạn, bằng phương thức không dùng tiền mặt đã đạt được những kết quả tích cực đối với xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khó khăn như nhiều đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khó tiếp cận công nghệ và các phương tiện hiện đại nhiều đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là người cao tuổi ốm đau bệnh tật v v đồng thời nhiều địa phương có địa bàn rộng vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn căn cứ điều kiện cụ thể địa phương tập trung thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có nhu cầu đủ điều kiện tiếp cận công nghệ hoặc đã có tài khoản ngân hàng đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phần động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội. Đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, lực lượng công an cấp xã trong việc hỗ trợ, phối hợp với các ngành lao động thương binh và xã hội thực hiện nhiệm vụ này. Trường hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định của pháp luật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận ý kiến đóng góp của công dân, tiếp tục báo cáo và tham mưu chính phủ trong việc hoàn thiện chính sách và hướng dẫn các địa phương triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Tính đến, đến nay, tổng số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý tại các tỉnh, thành phố là hơn 5 triệu người. Tổng số đối tượng được chi trả qua tài khoản là gần 1,1 triệu người. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý. Hiện nay, hoạt động chi trả an sinh xã hội được thực hiện thông qua công chức văn hóa cấp xã từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng tại trụ sở cấp xã thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả, bao gồm các đối tượng có tài khoản thanh toán và chưa có tài khoản thanh toán, chi trả trực tiếp từ kho bạc nhà nước, cấp huyện, đến trực tiếp tài khoản đối tượng thụ hưởng. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người một số thông tin liên quan tới hình thức chi trả trợ cấp đối với người có công với các mạng cũng như là các đối tượng an sinh xã hội khác. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.